Một trong những chủ nhân của giải xổ số độc đắc 1,3 tỷ đô la Mỹ ở Mỹ là một người đàn ông gốc Lào mắc bệnh ung thư. Ông Chang Charlie Seaphan, 46 tuổi, đã trở thành một trong những chủ nhân của tấm vé số Powerball trị giá lớn thứ tư trong lịch sử nước Mỹ. Ông Charlie Seaphan đến Mỹ từ năm 1994 và làm nghề buôn bán máy móc trước khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2016. Ông đã trải qua đợt điều trị hóa trị mới nhất là vào tuần trước. Giải thưởng trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ là giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử các giải độc đắc Powerball và xếp thứ 8 trong toàn hệ thống jackpot của Mỹ. Trước đó, giải xổ số độc đắc lớn nhất từng được ghi nhận của Mỹ là 2,04 tỷ đô la Mỹ tại bang California vào năm 2022.